Giải chạy S-Ray 2023 dành cho học sinh sinh viên với sự đồng hành của tập đoàn TH đã khép lại với giải chạy được diễn ra ở Hải Phòng. Và chặng đua cuối này thì cũng đã thu hút tới 4.500 các em học sinh sinh viên, các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô giáo tham gia. Và giải đấu cũng thực sự đã mang tới một bước tiến và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thế hệ trẻ của Việt Nam. Là giải chạy có học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp và trực tuyến nhiều nhất châu Á, S-Ray mang đến những ngày hội thể thao sôi động cùng chuỗi hoạt động truyền cảm hứng, tạo nên hệ sinh thái giàu giá trị, gắn kết chặt chẽ hơn giữa gia đình với nhà trường, thầy cô với học trò, cha mẹ với các con, góp phần lan tỏa ý thức rèn luyện thể chất tới hơn 25 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Sau cái giải chạy này thì ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng sẽ có những cái chỉ đạo cụ thể hơn, sát hơn để cho tất cả các nhà trường cần quan tâm hơn với vấn đề giáo dục thể chất trong nhà trường để các em học sinh được tham gia và được hoạt động ở nhiều các lĩnh vực, các môn học thể thao khác nhau. Trong những năm tới, S-Ray sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên và trở thành một chuỗi sự kiện thể thao, một sân chơi lành mạnh, truyền cảm hứng sống tích cực cho học sinh, sinh viên Việt Nam với mục tiêu vì một thế hệ trẻ toàn diện. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.